Xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, kính thưa quý vị và các bác, nay thì em có một đơn hàng vào trong Sài Gòn các bác nhé. Em có một đơn hàng vào trong Sài Gòn và em đang test cho bác ấy luôn. Bác này tên là bác Ninh Lập nhé. Đấy, bác Ninh Lập, và em đang test là một cặp cây 512 này, một cặp cây 512, một X7 đa xe acoustic và một lọc và tặng kèm dây các bác nhé. Đơn này bác ấy đã cọc cho bên em 1 triệu rồi và còn thu 13.400.000 các bác nhé. Bên em tặng mic dây. Bác ấy đòi bên em là tặng mic dây và bên em là cũng đang có mic dây thì bên em tặng. Vâng. Kính thưa quý vị và các bác, những cái dòng mic này đó, tức là bên em còn mic thì bên em tặng mic, còn bên em không còn mic nữa thì bên em sẽ không tặng các bác nhá, thì bên em sẽ không có quà tặng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì những cái dòng mic này là mic tặng và nó không có giá trị ở trong sản phẩm các bác nhá. Em ví dụ nhá, tức là cặp cây 512 này là 5 triệu đúng không ạ? X7 DAC là 7 triệu, là 12 triệu này. Đấy, 12 triệu cộng với lại 2,4 triệu, cộng với lại 2,4 triệu của lọc 2231 nữa là 14.400.000 này. 14.400.000 thì anh ấy cọc cho bên em 1 triệu rồi. Và đây là thu 13.400.000 thì là cái mic này nó không có giá trị ở trong cái đơn hàng này các bác nhá. Đây là quà tặng thôi các bác ơi. Đây là quà tặng thôi. Khi bên em còn mic nào thì bên em tặng mic đó, và bên em không còn mic nữa thì là bên em sẽ không còn quà tặng nữa các bác nhé. Đấy. Chứ còn rất là nhiều bác đòi hỏi bắt buộc là anh phải tặng tôi mic này, hay là phải tặng mic có hai tay mic một đầu thu, hay là phải tặng mic này mic nọ. Thực sự ra các bác ơi, đó là quà tặng các bác ạ. Đấy. Đấy là quà tặng của bên em để cảm ơn các bác, và để tri ân các bác thôi. Đấy, chứ cái đấy nó không vào cái mục danh sách các bác phải trả tiền các bác nhé. Nó không vào cái mục các bác phải trả tiền. Vâng, cảm ơn anh Lập rất là nhiều đã quan tâm và đã ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, và đã đặt chọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Đôi loa này là của bác, bộ dàn này là của bác, gồm có hai tay mic này, một đôi loa này, một lọc 2231 bác nhá, một lọc 2231 này, một X7 DAC acoustic. Chọn bộ này luôn bác nhá. Đấy. Và hiện tại bây giờ thì em đang mở nhạc con lọc nhá. Về thì bác cắm đường vào đây nhé. Bác cắm đường vào lọc đây. Đường ra đây bác nhé, đường ra đây, bác cắm vào in 1 hoặc là in 2 ở phía dưới này bác nhé. Đây, in 1 hoặc là in 2, bác cắm vào đấy thôi bác nhé. Đây, như hiện tại bây giờ là em đang đánh qua lọc nhé. Chất âm trên cả tuyệt vời luôn. Em đang test hàng cho bác nhé. Đấy, loa của bác đây. Quẩy bác nhảy nhót remix các thứ bình thường được luôn bác nhá. Cây phòng nếu mà phòng tầm khoảng độ 40, 35, 30 mét vuông các thứ trở xuống đánh tẹt ga luôn bác nhá.
bác có thêm lọc rồi, đánh nó phê luôn nha bác nhá. Bác hát karaoke này, nghe nhạc này tuyệt vời ông mặt trời luôn, toàn đồ Mỹ hết. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Cảm ơn bác Ninh Lập rất là nhiều đã tin tưởng, ủng hộ và đặt niềm tin chọn vào Cốc Cốc Audio chúng em. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.